Giữa căng thẳng trùng trùng với Hàn Quốc, lãnh đạo Triều Tiên hợp kế hoạch quân sự sẵn sàng tấn công ngay lập tức. Nga bất ngờ cảnh báo xung đột vũ trang thảm khốc trên bán đảo Triều Tiên, tình hình nguy cấp ra sao? Tại Trung Đông, Israel thề lung sụp mọi ngóc ngách Lebanon, tấn công Hezbollah không thương tiếc dù phải trả giá đắt. Mối thù chưa trả dứt, Israel tuyên bố chưa buông tha cho cơ sở dầu và hạt nhân Iran. Lũ thông tin Iran có thể xé bỏ mọi lằn ranh, trời tất tay tấn công dương vũ bão vào Israel, liệu đại chiến có nổ ra? Những diễn biến khác, Canada, Ấn Độ trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao của nhau, quan hệ rơi vào khủng hoảng. Ông Trump cảnh báo về kẻ thù bên trong nước Mỹ, đòi huy động quân đội trong ngày bầu cử, bà Harris nói gì? Tất cả sẽ có trong tin nóng quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, khi chiến sự Ukraine và Trung Đông chưa lắng dịu, bán đảo Triều Tiên có thể nổi lên là điểm nóng quân sự mới đầy nguy hiểm. Bình Nhưỡng gần đây có những màn lên cơn táo bạo và cần lưu ý rằng có khả năng họ sẽ hành động thật sự chứ không chỉ răn đe dọa nạt. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 15 tháng 10 đưa tin, giữa căng thẳng với Hàn Quốc, Chủ tịch Kim Jong-un đã họp với các quan chức an ninh cấp cao để thảo luận về việc máy bay không người lái UAV của Hàn Quốc xâm nhập lãnh thổ, đồng thời đưa ra các kế hoạch đáp trả bằng quân sự. Cuộc họp diễn ra hôm 14 tháng 10, lãnh đạo Kim đã được báo cáo về kế hoạch đối phó với sự khiêu khích nghiêm trọng của kẻ thù, bao gồm sách lược phản công bằng quân sự và hoạt động tình báo của Triều Tiên. Cuối tuần trước, Triều Tiên cáo buộc nhiều UAV Hàn Quốc mang theo truyền đơn chống chính quyền Kim Jong-un đã xâm nhập vùng trời thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần trong tháng này. Triều Tiên đe dọa sẽ đáp trả bằng vũ lực nếu việc này tái diễn. Hôm 13 tháng 10, quân đội nước này ra lệnh cho các đơn vị pháo binh ở tiền tuyến sẵn sàng khai hỏa. Tại cuộc họp vừa qua, ông Kim đã triển khai kế hoạch hành động quân sự ngay lập tức và đề xuất các nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành để răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ, bảo vệ chủ quyền quốc gia. Nhà lãnh đạo cũng bày tỏ lập trường chính trị và quân sự cứng rắn của Đảng Lao động cầm quyền và chính phủ Triều Tiên. Cuộc họp có sự tham gia của các quan chức quân sự và tình báo chủ chốt, bao gồm Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-gil và lãnh đạo Tổng cục trinh sát Ri Chan-ho. Trước đó, Bình Nhưỡng cũng cảnh báo gây thảm họa khủng khiếp cho Hàn Quốc. Bà Kim Yo-jong, em gái quyền lực của lãnh đạo Triều Tiên, chỉ trích gay gắt và cáo buộc quân đội Hàn Quốc đưa UAV tiến vào Bình Nhưỡng, nhưng không đưa ra bằng chứng. Đáp lại lời đe dọa quân sự của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ đối mặt ngày tàn nếu gây tổn hại đến người dân Hàn Quốc. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết họ không thể xác thực cáo buộc của Triều Tiên về vụ xâm nhập UAV. Như chúng tôi liên tục cập nhật, quan hệ giữa Nga và Triều Tiên đang ngày một đồng ấm, nhất là sau khi lãnh đạo hai nước ký thỏa thuận an ninh chung, trong đó đôi bên sẽ hỗ trợ nhau nếu bị nước khác tấn công. Sau khi Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc đưa UAV xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng, Nga đã lên tiếng kêu gọi Seoul kiềm chế, không tiếp tục khiêu khích. Theo Yonhap, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 14 tháng 10 phát biểu, giới chức Hàn Quốc nên xem xét nghiêm túc những cảnh báo nghiêm khắc của Bình Nhưỡng và chấm dứt leo thang căng thẳng trên bán đảo thông qua chiến dịch liều lĩnh và khiêu khích. Điều này làm gia tăng căng thẳng và có thể dẫn đến các cuộc đối đầu vũ trang thực sự. Bà Zakharova còn cho rằng những hành động như vậy là vi phạm chủ quyền của Triều Tiên và can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Theo phát ngôn viên, Hàn Quốc đang truyền bá khái niệm thống nhất hai miền Triều Tiên thông qua việc áp đặt các giá trị tự do giả tạo và mở rộng một số quyền tự do theo cách riêng của họ. Moscow khuyên Seoul cần nhận ra rằng điều đó sẽ gây rủi ro an ninh, trước hết là đối với chính công dân Hàn Quốc. Tiếp tục là những diễn biến đầy bất ngờ liên quan đến xung đột Trung Đông. Theo trang tin All Israel hôm 14 tháng 10 cập nhật, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm căn cứ huấn luyện Golani gần khu dân cư Binyamina thuộc thành phố Haifa, nơi 4 binh lính thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công bằng UAV của Hezbollah. Nhà lãnh đạo đanh thép tuyên bố, Israel sẽ tiếp tục tấn công Hezbollah một cách không thương tiếc ở mọi ngóc ngách của Lebanon, bao gồm cả thủ đô Beirut. Chúng ta đang chiến đấu trong một chiến dịch cam go chống lại trục ma quỷ của Iran, kẻ thù hủy diệt hoàn toàn Israel. Họ sẽ không thể làm được điều đó. Chúng ta tiếp tục chiến đấu, dù phải trả cái giá đau đớn nhưng chúng ta đã và sẽ còn đạt được những thành tựu to lớn. Ông Netanyahu đã kiểm tra khu vực nhà ăn, nơi hứng đòn tàn khốc từ UAV của Hezbollah và thăm hỏi những người sống sót sau vụ tấn công, cả tại căn cứ trong một bệnh viện gần đó. Theo Israel Hayom, có 42 binh sĩ vẫn đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 5 người rơi vào tình trạng nghiêm trọng.
Điều quan trọng nhất là tinh thần, và tôi thấy ở đây tinh thần vĩ đại của các binh sĩ và nhân viên y tế, những chiến binh hiểu rằng họ đang chiến đấu vì sự trường tồn của Israel. Với sự giúp đỡ của bề trên, cùng nhau chúng ta sẽ chiến đấu và chiến thắng, Thủ tướng nhấn mạnh. Đáng chú ý, trong cuộc tấn công nói trên, còi báo động trong khu vực không được kích hoạt. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã mở cuộc điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy, hệ thống phòng không có lẽ cho rằng UAV đã rơi. Trước đó, IDF điều máy bay theo dõi và quyết phá hủy UAV Hezbollah, nhưng sau đó mất dấu, có thể do chiếc UAV đã bay sát mặt đất hoặc bị nhiễu GPS. Sau khi hai máy bay không người lái của Hezbollah bị bắn hạ, hệ thống phòng không được cho là đã mất liên lạc với chiếc máy bay không người lái thứ ba của Hezbollah và tin rằng nó đã rơi. Mặc dù radar đã phát hiện lại chiếc UAV đó trong khoảng 90 giây, nhưng nó không bị xem là một vật thể thù địch. Chỉ huy không quân Israel đã ra lệnh điều chỉnh các quy trình hiện có để ngăn chặn sai lầm tái diễn. Sự vụ khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương. Sáng ngày 14 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant đã đến thăm căn cứ và xem xét kết quả điều tra ban đầu. Đây là một sự kiện nghiêm trọng gây những tổn thất đau lòng. Chúng ta cần tiến hành điều tra kỹ lưỡng, phân tích từng chi tiết và nhanh chóng rút ra bài học. Chúng tôi đang dồn mọi nỗ lực để phát triển các giải pháp hiệu quả nhằm ứng phó với mối đe dọa từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, ông Gallant nói. Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi đã khen ngợi các binh sĩ vì phản ứng nhanh chóng sau cuộc tấn công. Chúng ta đang trong thời chiến và việc căn cứ huấn luyện ở hậu phương bị tấn công là một thách thức khốc liệt, mang lại những tổn thất đau đớn. Các bạn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kịp thời cứu chữa và sơ tán những người bị thương. Hãy chia sẻ nỗi đau với các gia đình mất mát, đồng hành với những người bị thương và tiếp thêm sức mạnh cho các chỉ huy cũng như toàn thể binh lính. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và rèn luyện cho những trận chiến sắp tới. Lữ đoàn Golani đã lập nên nhiều chiến công trong cuộc chiến, đối mặt với muôn vàn thử thách khắc nghiệt bằng ý chí vững vàng, tiếp nối di sản của lữ đoàn, ông Halevi nhấn mạnh. Trong khi đó, hỏa lực ăn miếng trả miếng tiếp tục thiêu cháy khu vực. Truyền thông đưa tin về các cuộc khủng hoảng không kích của Israel tại Baalbek và khu vực thung lũng Bekwa thuộc đông bắc Lebanon. Theo MTV Lebanon, ít nhất 10 cuộc không kích xảy ra tại Baalbek và các thị trấn lân cận kể từ khi 1 giờ sáng theo giờ địa phương. Kênh truyền hình này cũng phát sóng cảnh quay từ thị trấn Doris phía nam Baalbek, cho thấy một tòa nhà đang bốc cháy. Hãng tin Omayyadin ủng hộ Hezbollah cũng đã đưa tin về các cuộc không kích. Baalbek từng được coi là thành trì của Hezbollah, nằm cách biên giới với Israel khoảng 100 km gần biên giới với Syria. Khu vực này đã bị tấn công nhiều lần kể từ khi Israel phát động cuộc tấn công mạnh mẽ chống lại Hezbollah vào cuối tháng trước. Ở diễn biến khác, vào đầu ngày hôm nay, Hezbollah nhận trách nhiệm tiến hành vụ phóng rocket vào Israel nhắm vào các binh sĩ gần biên giới Lebanon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại từ các cuộc tấn công. Về mối thù chưa trải dứt giữa Iran và Israel, văn phòng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố rõ ràng kế hoạch trả đũa Iran sau vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10 sẽ được quyết định dựa trên nhu cầu của Israel. Đây là phản hồi của Tel Aviv đối với thông tin từ tờ Washington Post rằng ông Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden là Israel sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ hạt nhân của Iran. Washington Post dẫn lời một quan chức còn cho biết các kế hoạch của Israel đang được điều chỉnh để tránh ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ. Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, tuy chúng tôi lắng nghe ý kiến từ chính phủ Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên nhu cầu an ninh của quốc gia Israel. Về phía Iran, Avia Pro dẫn thông tin từ truyền hình Israel cho biết, thông qua các trung gian, Iran đã truyền đạt cho Mỹ thông điệp, nước này không có ý định đáp trả một cuộc tấn công ở mức giới hạn của Israel vào một số mục tiêu cụ thể. Tín hiệu này được cho là đã được gửi qua các kênh ngoại giao bí mật, trong đó có các quốc gia châu Âu đóng vai trò trung gian. Tehran đã làm rõ rằng họ sẽ không trả đũa nếu Israel tấn công một số mục tiêu quan trọng về mặt chiến lược, nhưng sự nhượng bộ này sẽ không áp dụng với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân. Bên cạnh đó, Iran cũng nêu cảnh báo lạnh gáy rằng nếu cuộc tấn công của Israel nhắm vào các tài sản quan trọng như dầu mỏ hoặc cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ đáp trả mạnh tay, bao gồm khả năng phát động một cuộc tấn công quy mô lớn và vượt qua các lằn ranh đỏ. Điều này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền Israel không đưa ra bình luận về thông tin liên quan đến các cuộc đàm phán thông qua trung gian. Các nhà chức trách Mỹ cũng tránh đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, gần đây truyền thông thường xuyên đưa tin về việc Israel chuẩn bị cho khả năng tấn công vào các cơ sở của Iran.
Về xung đột Đông Âu, cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết kế hoạch chiến thắng của Ukraine có đề cập đến việc Kiev sở hữu lượng lớn tên lửa tầm xa ATACMS và Storm Shadow. Chúng sẽ được sử dụng để tấn công vào sâu lãnh thổ của Nga. Theo ông, điều này sẽ trở thành một phần quan trọng của chiến lược, khiến lãnh đạo Nga Vladimir Putin đối mặt với áp lực lớn hơn từ nội bộ. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Ukraine, ông Podolyak nhấn mạnh rằng Kiev đang tích cực làm việc để nhận thêm nguồn cung vũ khí tầm xa từ các đối tác phương Tây. Ông bày tỏ tin tưởng rằng cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga sẽ không chỉ gây bất ổn cho cơ sở hạ tầng quân sự, mà còn gia tăng sự bất mãn trong dân chúng và giới tinh hoa ở xứ Bạch Dương. Trái lại, phương Tây không muốn trao cho Kiev quyền sử dụng vũ khí này do lo ngại xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát, mặc dù lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được tên lửa tầm xa Storm Shadow. Diễn biến khác đáng chú ý, thưa quý vị, Canada và Ấn Độ đang gia tăng hiệp khích khi đôi bên thẳng tay trục xuất các nhà ngoại giao của nhau. Reuters đưa tin, hôm 14 tháng 10, Canada đã trục xuất 6 nhà ngoại giao Ấn Độ, bao gồm cao ủy Ấn Độ tại Ottawa, cáo buộc họ có liên quan đến vụ hạ sát một thủ lĩnh phe ly khai của Ấn Độ, đồng thời tố New Delhi đang mở rộng nỗ lực nhắm vào những người bất đồng chính kiến đang sống ở Canada. Để trả đũa, Ấn Độ cùng ngày trục xuất 6 nhà ngoại giao cấp cao của Canada, bao gồm cao ủy tạm quyền. Theo Reuters, cuộc xung đột ngoại giao này cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung đang xấu đi nghiêm trọng. Quan hệ song phương đã trở nên căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố có bằng chứng về việc các đặc vụ Ấn Độ tham gia hạ sát thủ lĩnh ly khai Hardeep Singh Nijjar trên lãnh thổ Canada. Được biết, Hardeep Singh Nijjar là một nhà hoạt động người Sikh, ủng hộ Khalistan, một phong trào tìm cách thành lập quốc gia độc lập cho người Sikh tại khu vực Punjab, Ấn Độ. Ông Nijjar là người Canada gốc Ấn Độ và đã sống tại Canada trong nhiều năm, nơi ông hoạt động tích cực trong cộng đồng người Sikh, đặc biệt là trong các hoạt động chính trị liên quan đến phong trào Khalistan. Chính phủ Ấn Độ đã cáo buộc ông Nijjar có liên quan đến các hoạt động cực đoan và tổ chức các cuộc tấn công chống lại Ấn Độ, điều mà ông Nijjar và những người ủng hộ ông phủ nhận. Ấn Độ đã đưa ông vào danh sách truy nã và yêu cầu Canada dẫn độ ông về Ấn Độ, nhưng Canada từ chối yêu cầu này. Vào tháng 6 năm 2023, ông Nijjar bị hạ sát bên ngoài một đền thờ Sikh ở Surrey, British Columbia, Canada. Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Trudeau nói, chính phủ Canada hiện có bằng chứng rõ ràng và thuyết phục rằng các đặc vụ của chính phủ Ấn Độ đã và đang tham gia vào các hoạt động gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh công cộng ở Canada. Ông cho biết các hoạt động này bao gồm thu thập thông tin mật, hành vi cưỡng chế, nhắm vào người Canada gốc Nam Á và tham gia vào hơn chục hành động đe dọa, bao gồm thủ tiêu. Điều này là không thể chấp nhận được. Ông nói thêm, cho rằng Ấn Độ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi tiến hành các hoạt động phạm tội trên đất Canada. Ấn Độ đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc của ông Trudeau. Trước đó, Cảnh sát Hoàng gia Canada cho biết, chính phủ Ấn Độ đã tiến hành một chiến dịch rộng lớn chống lại những người bất đồng chính kiến của Ấn Độ, bao gồm các vụ thủ tiêu và tống tiền. Ấn Độ cũng bị tố sử dụng các băng nhóm tội phạm có tổ chức để nhắm vào cộng đồng Nam Á tại Canada và can thiệp vào các quy trình dân chủ. Bộ Ngoại giao Canada cho hay, quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Ấn Độ được đưa ra sau khi cảnh sát thu thập được nhiều bằng chứng rõ ràng và cụ thể, xác định 6 cá nhân có liên quan đến vụ án Nijjar. Ấn Độ tuyên bố đã yêu cầu 6 nhà ngoại giao Canada rời khỏi nước này trước ngày 19 tháng 10. Bộ cũng cho biết đã triệu tập cao ủy tạm quyền của Canada tại Ấn Độ, Stuart Wheeler, hiện là nhà ngoại giao cao cấp nhất của Canada tại quốc gia Nam Á. New Delhi cho biết họ trục xuất các nhà ngoại giao vì không tin tưởng rằng chính phủ Canada đảm bảo an ninh cho họ. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Melanie Joly cho biết chính phủ đã yêu cầu Ấn Độ dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao của 6 nhà ngoại giao để các cơ quan điều tra Canada có thể thẩm vấn họ về các cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm. Tuy nhiên, do Ấn Độ không hợp tác, Canada buộc phải trục xuất các nhà ngoại giao này. Chúng tôi không tìm kiếm sự đối đầu ngoại giao với Ấn Độ, bà nói, nhưng chúng tôi sẽ không im lặng khi các đặc vụ của bất kỳ quốc gia nào có liên quan đến các nỗ lực đe dọa, quấy rối hoặc thậm chí tước đi tính mạng của người Canada. Canada đã rút hơn 40 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ vào tháng 10 năm 2023, sau khi New Delhi yêu cầu Ottawa giảm bớt hiện diện ngoại giao. Canada là nơi có cộng đồng người Sikh lớn nhất ngoài bang Punjab của Ấn Độ. Các cuộc biểu tình trong những năm gần đây đã khiến chính phủ Ấn Độ không hài lòng. Liên quan bầu cử Mỹ, ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ Kamala Harris hôm 14 tháng 10 chỉ trích việc đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump ám chỉ về kẻ thù bên trong nước Mỹ và đe dọa triển khai quân đội trong nước. Theo Reuters, đây là nỗ lực mới nhất của bà Harris nhằm làm nổi bật hình ảnh ông Trump là mối đe dọa với nền Dân Chủ Mỹ.
Trong một động thái hiếm hoi tại cuộc vận động tranh cử của mình tại bang chiến địa Pennsylvania, Phó Tổng thống Mỹ đã chiếu đoạn video của ông Trump, trong đó cựu Tổng thống nói với những người ủng hộ rằng kẻ thù ở trong nước Mỹ, những người đó còn nguy hiểm hơn Nga. Sau khi phát video, bà Harris nói với đám đông ở Pennsylvania, việc ông Trump tái đắc cử sẽ là một rủi ro lớn và nguy hiểm cho nước Mỹ. Donald Trump ngày càng trở nên bất ổn và thiếu kiểm soát. Bà tiếp tục cho rằng ông Trump là mối nguy hiểm vì xem những người bất đồng chính kiến với mình là kẻ thù. Trong các bài phát biểu gần đây, ông Trump đã ám chỉ về kẻ thù từ bên trong nước Mỹ, cho rằng điều này nguy hiểm hơn các đối thủ nước ngoài. Đơn cử chia sẻ với Fox News hôm 13 tháng 10, khi được hỏi về khả năng xảy ra tình trạng hỗn loạn vào ngày bầu cử, ông Trump ám chỉ rằng quân đội có thể được triển khai chống lại công dân. Tôi nghĩ vấn đề lớn hơn là kẻ thù từ bên trong, có những người rất tồi tệ, những kẻ cực đoan, cánh tả điên loạn, ông nói. Tuy nhiên, ông Trump sẽ không thể ra lệnh cho lực lượng vệ binh quốc gia hay quân đội vào ngày bầu cử, vì ông không phải là tổng thống. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Hãy bấm đăng ký kênh để liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất trên thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại!